bắp giống ngô chuyển gen. Nhưng tôi đã xem kỹ thì trong đó có những giống ngô chuyển gen cũng của cái tập đoàn Monsanto này. Mà tập đoàn Monsanto này lại đưa cái giống chuyển gen là gì? Có một cái đặc tính là rất là chống chịu với thuốc trừ cỏ. Thế thì đưa một giống bắp vào lại chuyển gen mà lại chống chịu thuốc trừ cỏ, mà thuốc trừ cỏ cũng lại chính tập đoàn đó, thì có phải là một mũi tên trúng hai đích không? Thế mà chúng ta nhắm mắt nhắm mũi ký cho và cho rằng đấy là tiếp thu khoa học kỹ thuật đúng. Một nước đang phát triển rất cần tiếp thu khoa học của thế giới. Nhưng tiếp thu như này thử hỏi xem đằng sau nó là cái gì? Đấy là lợi ích nhóm, đấy là một cái lợi ích mà sẽ hủy diệt môi trường Việt Nam, tiếp tục làm giảm uy tín của nông sản đi, tiếp tục hủy diệt sức khỏe. Đã có những cái nông trường, đã có những trang trại, đã có những vùng mà bây giờ thuê nông dân đi xịt thuốc trừ cỏ hóa học, họ không đi, mặc dù trả tiền công gấp 2, gấp rưỡi, họ không đi vì họ đã thấy được cái độc rồi. Thế thì tại sao những người khoa học như tôi hiểu biết mà không ủng hộ cái này? Chúng tôi đã thấy sau khi uống tôi bị ném bá, tôi bị lên án rất nhiều. Nhưng tôi tuyên bố là tôi chả cần anh hùng, tôi cũng chả tự hào vì đồng tiền các bạn nào. Cái này rất nhiều nông dân, rất nhiều doanh nghiệp biết bản chất của tôi rồi, tôi không sợ. Và tôi chỉ cần này, tôi sẽ là sẵn sàng đón nhận danh hiệu một thằng khùng. Nhưng đây là thằng khùng có ích, dám uống thuốc trừ cỏ, nhưng uống thuốc trừ cỏ để cổ động chúng ta ủng hộ những sản phẩm sạch cho môi trường, an toàn cho nông sản, an toàn sức khỏe người. Thế nên thà một thằng khùng có ích còn hơn là danh hiệu lọ danh hiệu kiệt. Vâng thưa ông, khi mà ông uống thuốc trừ cỏ sinh học ấy, thì để chứng minh rằng là cái thuốc trừ cỏ sinh học ấy có an toàn với sức khỏe con người và với môi trường vật nuôi và với cây trồng. Nhưng mà cũng có quan điểm cho rằng là nếu như mà khi mà chúng ta muốn phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và có những cái sản phẩm cung cấp vào thị trường nội địa cũng như là xuất khẩu, thì với một cái sản lượng rất lớn thì e rằng là cái thuốc trừ cỏ sinh học nó có bao phủ hết không, hay là chúng ta vẫn phải sử dụng những cái thuốc trừ cỏ hóa học và thuốc trừ sâu hóa học nhưng mà dùng đúng cách? Đương nhiên chả cần nói thì đã 40 năm nay chúng ta đang xài thuốc trừ cỏ hóa học cơ mà. Thế trong lúc mà chúng ta còn phải người nông dân rất nhiều là khó khăn thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển dần. Nhưng cái vai trò này, trách nhiệm này phải là của nhà nước, phải là của cơ quan chủ quản. Chúng ta chuyển dần, hãy dẹp bớt những lợi ích nhóm đi mà hãy vì lợi ích lâu dài. Còn chúng tôi có bắt cấm hết đâu, làm sao cấm được. Chúng ta phải là giải quyết những cái tình trạng theo hướng có lợi, theo xuống có lợi đi, vào cuộc đi, đừng vì lợi ích nhóm nữa mà kéo dài nó ra. Chúng tôi cảnh báo với đấy, chứ không phải là chúng tôi nói là ngày mai dẹp hết, chúng tôi không bao giờ. Chúng tôi rất chia sẻ với người nông dân, công xá lao động bây giờ rất là cao mà này còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta hãy sớm ủng hộ những cái đúng, ủng hộ những cái gì có lợi cho đất nước, cho dân tộc, cho thương hiệu của nông sản Việt Nam. Nhưng mà có phải vì cái thói quen người nông dân ở Việt Nam sau mà mấy chục năm phát triển về nông nghiệp cũng như là khoa học kỹ thuật thì họ đã quen dùng ví dụ như là thuốc trừ sâu rồi phân bón hóa học, đặc biệt là thuốc trừ cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học rồi. Thế thì khi mà dùng những cái chế phẩm sinh học như này thì họ e ngại là cái công dụng nó diệt trừ sâu bệnh nó không cao. Tất nhiên đã là sinh học thì bao giờ nó cũng chậm hơn hóa học. Nhưng chúng tôi đi đã rất nhiều nông dân nhận thức ra rồi. Họ nhận thức không phải là so sánh về giá cả, không phải là bắt đầu họ đã thấy một cái hậu quả. Mà chúng tôi vẫn nói là ở người Việt Nam chỉ khi nào thấy quan tài với đổ lệ, tức là họ thấy rồi, thấy người nhà của họ, thấy hàng xóm của họ, thấy bà con họ bị bệnh rồi, bị ung thư rồi, cũng là do xài hóa học. Thế nên chúng ta phải thấy cái đấy, chứ đừng là cứ phải là do, chúng ta phải nhớ là người nông dân họ có một cái cố hữu của nó, họ có bảo thủ. Nhưng mà chúng ta phải chia sẻ là do nhận thức của người nông dân không thấy được đâu. Những người hiểu biết, những người quản lý, những nhà khoa học có trách nhiệm hiểu biết rồi thì hãy giúp người ta đi. Đừng có vì một cái lợi ích nhóm hoặc vì một lý do ABC đấy mà để cho ủng hộ những cái người ta không hiểu biết. Việt Nam chúng ta không cẩn thận sẽ chết vì do thiếu hiểu biết. Dạ, tôi một câu cuối cùng tôi muốn hỏi ông ạ. Nhân ông nói về Monsanto và các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen, thì ở trên thế giới hiện nay vẫn có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất là ủng hộ và quan điểm thứ hai là chống đối. Và người ta cho rằng là cái quan điểm mà chống đối, cái quan điểm ủng hộ thì người ta nói rằng đấy là một tiến bộ khoa học kỹ thuật và nó sẽ chống chịu được sâu bệnh rồi cỏ dại các thứ và tăng năng suất cây trồng. Tuy nhiên thì những người và họ nói rằng là chưa hề có cái thí nghiệm ở trên người mà mới chỉ thí nghiệm ở trên chuột thôi, các thứ thôi. Nhưng mà những người phản đối thì cho rằng là khi mà thí nghiệm trên chuột thì họ cũng dẫn ra những cái bằng chứng là con chuột nó bị biến đổi gen rồi các thứ, nó biến đổi con
khối u rồi các thứ. Thế thì không biết là quan điểm của ông khi mà Việt Nam đã cho chính thức nhập khẩu những cái hạt giống, không chỉ thực phẩm nữa mà hạt giống biến đổi gen ở trong đó là đậu đậu nành ấy, và ngô rồi ấy. Hiện tại chúng ta là một nước đang phát triển, chúng ta phải biết kế thừa, nhưng mà nên kế thừa có chọn lọc. Tôi đã nói là kế thừa gì hay ý đồ gì, chúng ta phải suy nghĩ về cái lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước. Còn đừng vì cái lợi ích nhóm, hoặc là đừng vì cái gì đó, thế giới của ta còn đang tranh cãi nhau, chúng ta vẫn tiếp thu, chúng ta vẫn nghe. Nhưng mà đấy, chúng tôi ví dụ đội cái giống chuyển gen nhập vào, mà nhập cái gì? Nhập giống chuyển gen chịu năng suất cao, nhập giống chuyển gen chịu hạn, chịu lạnh, kháng sâu bệnh, thì lại đi nhập cái giống mà chống chịu thuốc trừ cỏ. Thử hỏi như vậy có đúng không? Tôi cần cái đấy, cần trách nhiệm. Còn bây giờ chúng ta phải biết chọn lọc và biết vì cái chung đấy cái. Chứ còn bây giờ nói về khoa học cái gì? Thế bây giờ khoa học về nguyên tử thì có phải khoa học không? Thế tại sao người ta vận dụng nó khác đi thì cả thế giới lên án nếu như sử dụng cái công nghệ khoa học về nguyên tử sang sản xuất vũ khí hạt nhân, cái đấy có đáng lên án không? Đấy thì chúng ta biết thôi, khoa học là khoa học, nhưng mà cách sử dụng, mục đích sử dụng và họ có một cái lợi nhuận gì trong đấy, chúng ta phải cải trang. Thế rồi tôi hỏi thêm một câu nữa, có thông tin trên một số báo cơ quan ngôn luận chính thức cũng như trên mạng nói rằng là Thái Lan đã từ chối GMO, Thái Lan từ chối để trở thành một cái trung tâm của khu vực Đông Nam Á, là nơi sản xuất những cái cây trồng và những cái thực phẩm GMO biến đổi gen, và trong cái đó thì Việt Nam đã tiếp nhận cái vai trò này. Ông có bình luận gì về cái? Tôi mới nói thẳng này, Thái Lan họ thông minh hơn, các nước lân cận chúng ta họ tỉnh táo hơn. Còn chúng ta, tôi muốn luôn cảnh giác này, xin các quý vị có trách nhiệm, có nghĩa vụ thì hãy tỉnh táo, đừng vì lợi ích nhóm, đừng vì cái quyền lợi trước mắt mà đi làm ảnh hưởng tới cái môi trường Việt Nam, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, ảnh hưởng tới nông sản Việt Nam. Chúng tôi chỉ kêu gọi thôi. Còn cái chuyện các vị có thể thảo luận lớn, những nhà khoa học chân chính, tôi nói là cái việc này nó xâm phạm ngay cả vào lương tâm những nhà khoa học rồi, chứ không phải nhà quản lý đâu. Ngay cả nhà khoa học mà trước đây người ta tôn thờ nhất, người ta kính trọng nhất, bây giờ cũng vì lợi ích nhóm mà suy nghĩ lệch lạc cái rồi đấy. Tôi cảnh báo cả cái đấy. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Đó, em cứ phản ánh đúng nghĩa. Dạ, vâng. Tên của em không vâng, sao. Vâng, em cảm ơn ạ. Vâng. Anh bức.